Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải một số câu trong đề kiểm tra toán học kỳ 1 của trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Một số bạn mà chưa thi có thể dùng video này để ôn tập. Và chúng ta cũng có thể để dành video này để làm tư liệu ôn thi tốt nghiệp vào năm sau. Thầy chỉ giải một số câu đại số vì không có thời gian nên thầy sẽ lướt nhanh. Một số câu đơn giản thầy có thể định hướng sơ qua và sau đó là các em có thể tự làm được. Còn phần hình thì có lẽ thầy sẽ đề cập vào một video sau nếu có thời gian. Chúng ta bắt đầu vào một số câu. Câu số 1, tìm tập xác định của hàm số. Điều kiện xác định: sin x khác 0, cos x khác 0, tức là sin x nhân cos x nó phải khác 0. Thì sin x nhân cos x khác 0 nó tương ứng với lại sin 2x khác 0. Sin 2x khác 0 tức là 2x nó sẽ khác kb. 2x khác kb, x khác kb chia 2. Đó là phương án A. Câu số 2 thì để dành cho các bạn, bạn tự làm. Các bạn có thể là xem thêm một số video về phần tổ hợp xác suất cũng như là quy tắc đếm. Câu số 3, giải phương trình. Câu số 7, tìm hệ số của x mũ 97 trong khai triển. Thì ở đây CK của 100, K chạy từ 0 đến 100, x mũ 100 trừ K nhân cho trừ 2 mũ K. Thì hệ số của x mũ 97 nó tương ứng với lại K bằng 3. Thì ở đây hệ số nó sẽ là C3100 nhân cho trừ 2 mũ 3. Và chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm. Trừ 2 mũ 3 tính là trừ 8. Ở đây là trừ 1293600. Phương án B. Thì các bạn có thể là lướt cái đề này. Nếu thấy câu nào còn trao đổi thêm thì các bạn có thể là bình luận ở bên dưới video và thầy sẽ giải đáp dần dần. Chúng ta tiếp tục. Câu số 10, chúng ta chỉ cần tìm n và khi đó số hạng 0 dư x tức là tương ứng với lại x mũ 0. Như vậy ở đây thầy chỉ nhắc lại cách chúng ta đi tìm n. Thì tìm n này chúng ta có thể sử dụng tính năng table mode 7. Chúng ta nhập vào, chúng ta xem n là x bằng 6, chứ tức là chúng ta sẽ đem trừ 6 luôn và chúng ta sẽ đi kiếm x sao cho giá trị x bằng 0. N lớn hơn hoặc bằng 2, như vậy thầy có thể cho xuất phát từ 2 đến khoảng 20. Đương nhiên bài như thế này chúng ta chỉ có một giá trị n duy nhất, bước là 1. N bằng 4, có n bằng 4 thì hoàn toàn chúng ta sẽ giải quyết dễ dàng. Câu số 12,
có hai hướng để chúng ta xử lý. Một là chúng ta lựa chọn cách chúng ta thí nghiệm. Hai là chúng ta sẽ chuyển về phương trình trùng phương. Ở đây sin 4 cos bình chúng ta sẽ đưa vào cùng hàm là cùng hàm sin. Thầy sẽ ghi nhanh như sau và công việc còn lại thầy sẽ để dành cho các em. Nó sẽ tương đương là 4 sin mũ 4x cộng cho 12 1 trừ cho sin bình x trừ 7 bằng 0. Thì đây chúng ta sẽ có được là phương trình bậc 2 theo sin. Ở đây là phương trình bậc 2 theo sin bình, không cần phải đặt tên. Bởi vì chúng ta hình dung như thế này: phương trình bậc 2 theo x bấm máy là x, phương trình bậc 2 theo t bấm máy là t, và phương trình trùng phương chúng ta xem đó là phương trình bậc 2 theo sin bình, chúng ta sẽ bấm máy ra sin bình với các hệ số là 4 và đây là trừ 12 và bên đây là 12 trừ 7, như vậy c là 5, sin bình bằng 5/2 và sin bình bằng 1/2. Sin nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1, như vậy bình lên nó nằm trong đoạn từ 0 đến 1, 5/2 chúng ta loại. Và khi đó chúng ta sẽ xử lý tiếp sin bình bằng 1/2. Khi đó chúng ta sẽ có được kết quả. Số nào sau đây là nghĩa của phương trình? Chúng ta chỉ việc bán phương trình thế từng giá trị vào. Câu số 17. Là một câu về xác suất. Câu số 7 các em chú ý. Một bài thi trắc nghiệm khách quan gồm 10 câu, có 4 phương án trả lời, trong đó có một phương án đúng. Đương nhiên nếu chúng ta chọn ngẫu nhiên thì xác suất chúng ta làm đúng là 1/4 và làm sai là 3/4. Tính xác suất để học sinh trả lời đúng từ 9 câu trở lên, tức là chúng ta chia làm hai trường hợp là đúng 9 câu và đúng 10 câu. Đầu tiên chúng ta xử lý đúng 9 câu. Đúng 9 câu thì chúng ta sẽ có là một câu đúng, một câu sai và 9 câu đúng. Thì khi đó xác suất nó sẽ là 3/4 tương ứng với câu sai và 1/4 mũ 9 tương ứng với lại 9 câu đúng. Nhưng như đây là chưa xong, 10 câu nó cũng tương ứng như E1, E2 đến E10. Có một câu sai thì nó có thể ở vị trí số 1, vị trí số 2 hoặc là vị trí số 10. Cứ mỗi vị trí như vậy thì xác suất nó đều là 3/4 nhân 1/4 mũ 9. Chúng ta có 10 trường hợp như vậy, tức là chúng ta sẽ nhân tiếp cho 10. Qua trường hợp số 2, chúng ta vừa giải quyết hết trường hợp số 1, tức là sai một câu đúng với câu. Trong cái trường hợp số 1 nó chia ra là 10 trường hợp nhỏ, thì ở đây là thầy nhân cho 10. Chúng ta tiếp tục, 10 câu đúng thì nó là 1/4 mũ 10. Nếu chúng ta không có nhìn thấy ngay phương án thì chúng ta có thể bấm ra kết quả và 4 phương án chúng ta cũng bấm máy ra so sánh kết quả. Thì ở đây 1/4 chính là 0.25, thì đây chính là 0.25 mũ 9. 3/4 chính là 0.75. C9-10 chính là bằng 10. C10-10 bằng 1. Và 1/4 mũ 10 chính là 0.25. Như vậy chính là phương án B. Chúng ta tiếp tục.
Câu 20 là một câu cũng khá là thú vị. Tìm hệ số có giá trị lớn nhất trong khai triển, biết rằng tổng các hệ số là 4096. Như vậy đầu tiên chúng ta đi tìm n. Chúng ta giải quyết nhanh như sau. Tổng các hệ số trong cái diện thức Newton, chúng ta chỉ việc cho x bằng bằng 1. Nếu có x y, chúng ta chỉ việc cho x bằng 1, y bằng 1 là xong. Thì ở đây tổng các hệ số nó sẽ là 1 cộng 1 mũ n, tức là 2 mũ n bằng 4096. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được giá trị n. Có nhiều cách để suy ra được giá trị n. Nếu lên 12, chúng ta sẽ học cái một số khái niệm về logarit thì chúng ta sẽ xử lý khá dễ dàng. Nhưng mà lớp 11, nếu mà không sử dụng nó thì chúng ta có thể sử dụng tính năng là table, tức là mod 7, thì chúng ta chỉ cần nhập vào là 2 mũ x. Chúng ta trừ cho 4096. Và chúng ta bắt đầu chúng ta cho nó chạy. Đương nhiên là chúng ta sẽ cho chạy giá trị n bắt đầu từ cao cao một chút xíu. 2 mũ 10 đã là 1024 thì chúng ta có thể cho chạy từ từ 10 trở đi. Nhưng nếu không thích, các bạn cũng có thể cho chạy từ 1 đến 20. Nếu từ 1 đến 20 không có thì chúng ta sẽ chạy từ 21 đến 40 chẳng hạn. Đây. Như vậy thấy ngay n là bằng 12. Có được n bằng 12 thì công việc tiếp theo chính là 1 cộng x mũ 12. K chạy từ 0 đến 12. CK 12 x mũ K. Thì ở đây hệ số chính là CK 12 với K chạy từ 0 đến 12. Chúng ta lại sử dụng mod 7, chúng ta nhập vào. Chúng ta cho chạy từ từ 0 đến 12. Và chúng ta xem thử đâu chính là giá trị lớn nhất. Như vậy thấy ngay 924 chính là hệ số có giá trị lớn nhất trong khai triển. Một câu như thế này hoàn toàn chúng ta sẽ giải quyết khá nhanh, đâu trong tầm khoảng là 2 phút. Nếu mà bạn nào nhanh thì hoàn toàn chúng ta thì còn có thể giải quyết nhanh hơn nữa. Câu số 21, chúng ta chỉ cần tìm n bằng tính năng table. Có n chúng ta tính khá dễ dàng. Câu số 22, một câu về xác suất. 10 người nộp đơn, cần tuyển 3 người trong đó có hoa. Tính xác suất. Thì ở đây, đầu tiên, chúng ta xử lý là không gian mẫu. Ở đây thầy sẽ sử dụng máy tính luôn, thầy không có ghi ra. Không gian mẫu là chọn 3 trong trong 10 người thì là C3 10. Bây giờ tử yêu cầu trong 3 người phải có hoa nên đầu tiên chúng ta sẽ chọn hoa, thì có một cách chọn hoa. Còn lại 9 người vậy chúng ta sẽ chọn ra 2 người, tức là C29 đáp số bằng 3 phần 10. 30 giây là xong. Chúng ta tiếp tục. Câu số 25. Tìm m để phương trình vô nghiệm thì đây nó chính là dạng. Ở đây chúng ta để ý là ở đây góc nó đã bằng nhau, nó đã cùng góc x trừ b chia 3, x trừ b chia 3. Thì đây là dạng a sin cộng cho b cos bằng c. Ở đây thầy không có ghi góc, các em có thể hiểu là góc đây bắt buộc nó phải là cùng góc. Thì có hai ý, một là có nghiệm. Khi và chỉ khi a bình
cộng b bình nó phải lớn hơn hoặc bằng c. Có nghiệm a bình cộng b bình nó phải lớn hơn hoặc bằng c bình. Và trường hợp thứ hai tức là vô nghiệm khi và trước khi. A bình cộng b bình nó phải bé hơn c bình. Thì bài này là vô nghiệm, thì đây là một bình cộng cho căn b bình, tức là một cộng cho ba nó phải bé hơn c bình, tức là 4 m bình. Ở đây m bình nó sẽ lớn hơn 1, m bình lớn hơn 1 thì m nó sẽ nằm trong cái khoảng là từ âm vô cùng đến trừ 1, hợp với mẫu nhân vô cùng, thì đó là phương án A. Câu số 29. Ở đây chúng ta xét hai cái tổng. Yêu cầu là hệ số chứa x mũ 9. Thì nếu chúng ta khai triển đầy đủ ra thì nó sẽ có đầy đủ các số mũ từ x mũ 0, x mũ 1 đến x mũ 9. Và đương nhiên chúng ta chỉ cần x mũ 9 ở đây, chúng ta không cần những giá trị còn lại. Tương tự, chúng ta chỉ cần x mũ 9 và sau đó chúng ta không cần những giá trị còn lại, thì còn lại là x mũ 10 chúng ta không cần. Thì lấy cái tổng tổng lại thì đương nhiên chúng ta sẽ đặt x mũ 9 làm nhân tử chung. Thì khi đó hệ số chứa, thật ra ở đây là hệ số của x mũ 9 nó sẽ là a cộng b. Thì chúng ta tìm a tìm b như thế nào thì chúng ta sẽ thấy ngay ở đây là ck 9 nhân cho x mũ. Ok, thì đương nhiên a ở đây đó chính là C99. Vì K đây bắt buộc phải bằng 9. Tương tự ở phía dưới, CK10 ở đây là x mũ K. Đương nhiên K đây nó cũng phải là bằng 9, thì ở đây là C90. Khi cộng lại thì đương nhiên B ở đây nó chính là C90. Đem số C9911 cộng cho C9110 thì ra 11. Câu 29. Chúng ta tiếp tục. Cặp số nào thỏa mãn phương trình, chúng ta chỉ việc bấm y chang, gọi x y đồng thời để chúng ta kiểm tra. Nhớ là chúng ta chuyển 90 qua đây là trừ 90 để chúng ta bấm là dễ dàng. Tìm số hạng chính giữa của khai triển. Số hạng chính giữa nó sẽ ứng với n bằng k bằng n chia 2. Ở đây n bằng 16, như vậy nó sẽ ứng với k là bằng 8. Một câu hỏi khác tương tự cho khai triển, và người ta sẽ hỏi là số hạng chính giữa của khai triển là số hạng thứ mấy. Thì ở đây nếu n 16 thì nó sẽ có 17 số hạng, trước 8 sau 8 và ở giữa nó chính là số hạng thứ 9. Bài này chúng ta chỉ việc chuyển m qua. Cos x bằng m thì nó có nghiệm khi cái vế phải nó nằm trong cái đoạn từ trường 41. Từ đó chúng ta tìm ra trừ m.
tìm tất cả các nghiệm thuộc nửa khoảng. Đây là một câu khá hay. Nếu không có thời gian, chúng ta có thể sử dụng máy tính chúng ta xử lý như sau. Và xác suất để trúng nó là tầm 95%. Một số bài nếu tác giả cố tình thì đương nhiên chúng ta sẽ sai nếu chúng ta bấm máy. Nhưng mà thông thường chúng ta sử dụng thì xác suất trúng cũng khá cao. Không có thời gian, hoàn toàn chúng ta có thể xử lý như sau. Chúng ta lại sử dụng tính năng table, chúng ta nhập vào. Hai xin bình x trừ. Đương nhiên đối với bài này thầy cũng không khuyến khích chúng ta sử dụng máy tính, bởi vì thật ra đây chính là phương trình bậc 2 theo sin. Chúng ta giải tay cũng khá nhanh. Chỉ khi nào cái phương trình nó cầm cơn phức tạp và việc giải tay nó tốn của chúng ta nhiều thời gian thì chúng ta mới nên sử dụng máy tính. Còn bài này thầy vẫn khuyến khích chúng ta nên biết cách chúng ta xử lý theo kiểu tự luận thông thường. Thầy hướng dẫn cách này để khi nào chúng ta thấy các phương trình nó phức tạp thì chúng ta sử dụng. Chúng ta bắt đầu cho chạy từ 0 đến BG2. Và cách này nó áp dụng cho cái khoảng chúng ta là khoảng nghiệm nó nhỏ. Thường thường chúng ta chỉ áp dụng trong khoảng là từ cái mức độ chênh lệch nó là B. Ví dụ như là từ 0 đến B, từ B đến 2B, từ trừ B đến 0 chẳng hạn. Nếu cái khoảng set lớn thì chúng ta nên chia thành những khoảng nhỏ. Ở đây kết thúc là BG2. Như vậy khoảng đây là rất là nhỏ. Bước chúng ta cho là B chia cho 12. Và lưu ý khi chúng ta tính toán như thế này liên quan đến B radian, chúng ta phải chuyển qua R. Ở đây nó đã có sẵn chế độ là radian nên thầy không có cần chuyển qua nữa. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta để ý hai chỗ, một là fx bằng 0, hai là fx đổi dấu từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm, thì nhiều khả năng trong cái khoảng đó chúng ta sẽ có thêm một nghiệm. Bây giờ bắt đầu chúng ta xét một nghiệm fx như vậy. Ở đây khi x bằng 0,52 thì chúng ta sẽ có một nghiệm. Hoàn toàn chúng ta có thể tính được cái giá trị này là bao nhiêu bi, nhưng mà không cần thiết. Hai nghiệm. Thì giá trị này nó chính là cái giá trị biên là bi chia 2. Thì cái cách bấm máy này là đối với cái bài toán là đi tìm số nghiệm thuộc trong một cái khoảng hoặc là một trong một đoạn của cái phương trình. Nãy giờ thầy chưa thấy cái dạng toán của đó. Còn đương nhiên đối với câu 39 này chúng ta sẽ bấm máy và chúng ta sẽ thế lần lượt từng giá trị vào, chứ không có ai mà dùng mode 7 như thế này. Thầy dùng mode 7 để thầy hướng dẫn thêm các cái dạng toán là tìm số nghiệm của phương trình được giác trong một khoảng ra trước. Câu 40, xác suất để người đó bắn trúng hầm tâm ít nhất một lần, làm trực tiếp hoặc sử dụng biến cố đối đều được. Đây, câu số 43, tìm số nghiệm, ở đây là tìm số nghiệm. Đây nó cũng sẽ đúng dạng đúng kiểu, đây là sin bình, sin cos và cos bình chia 2 với cho cos bình. Ngồi đây chúng ta có thể sử dụng Casio xử lý như sau. Chúng ta cho chạy từ 0 đến B chia 2. Và bước là B chia 12.
Chúng ta tìm số 0 và tìm khoảng âm dương hoặc là dương âm. Ở đây chúng ta có được một nghiệm. Các giá trị phía trên đều là những giá trị âm. Như vậy chúng ta chỉ có một nghiệm duy nhất. Câu số 44, tổng các hệ số trong khai triển, chúng ta chỉ việc cho x bằng 1, thì ở đây là 2 trừ 3 là trừ 1, trừ 1 mũ 2017, thì đáp số là trừ 1, câu B. Câu số 45, chúng ta chỉ việc bấm máy, thế từng giá trị vào. Câu 46, mẫu khác không, thì chúng ta chuyển sin x, nó sẽ khác cos x, thì từ đó chúng ta và tính toán ra. Câu số 48, xác định hàm số chẵn, hàm số lẻ. Để xác định hàm số chẵn lẻ, chúng ta sẽ việc là chọn hai giá trị đối nhau, ví dụ như chọn b chia 6 trừ b chia 6, nếu kết quả là giống nhau hoàn toàn thì đó là hàm số chẵn, nếu kết quả ra hai số đối nhau thì đó là hàm số lẻ, và nếu không phải hai loại trên là hàm số không chẵn không lẻ. Và cách sử dụng máy tính như thế này nó đúng cũng khoảng là hơn 95%. Và lưu ý, nếu kết quả ra số 0 thì chúng ta phải chọn hai giá trị đối khác. Câu 48, đương nhiên tan x là hàm số lẻ, không cần phải kiểm tra những giá trị kia, bởi vì trong bốn hàm cos x, sin x, tan x và cotan x thì cos x là hàm chẵn và ba hàm số kia là hàm số lẻ. Chúng ta nhớ, chúng ta sẽ chọn ngay phương án A. Như vậy vừa rồi thầy đã lướt một số câu về phần bài số của lớp 11. Thì phần hình học thì nếu có thời gian thầy sẽ đề cập ở một cái video khác. Chào tất cả các bạn và anh em.